Xin chào các bác. Nay em tách cái kiếm vị hoàng với cả Huế. Đây cái chậu này là em mua từ 2 năm trước ở Nam Định đây. Mua từ lúc 4 thân là bây giờ được hơn 20 thân rồi. Mới tách ra trồng tiếp. Đấy, cho các bác hỏi tại sao những vị hoàng em rất nhiều là thế đây. Đây là trồng 1,55 từ 4 thân đấy. Mà nó ra một đống thế này. Đấy, hôm nay tách vị hoàng với tách huế láng. Đây huế láng này. Lá toàn hơn 4 này. Đẹp lắm. Đấy em trước khi tách em phụt cái nước vào để cho nó sạch. Cho nó sạch thì cái bộ rễ trắng này nó vẫn còn sống này, thì tí nữa tối nó mình tối mình chỉ cần để vào chỗ mát không, mình cho giá thể vào mà ẩm là nó sẽ lớn luôn cho mình. Đấy. Rất là hay. Đây là mấy anh em cùng nhau làm vườn rồi chăm. Cái khu vườn này nhà em chỉ có chăm. Bán ra thì lại lâu lâu thì bán một xem một lô. Đây là chậu chí mà năm ngoái em khoe các bác này. Đấy. Năm nay năm ngoái em mua là một mẹ này. Với cả một con thì một năm 3 tháng thì được như này. Do là không tách cho nên cái bản lá to nhất của nó là gần 6. Khủng khiếp luôn. Đấy, hôm nọ vừa ra hoa tàn xong ở đây. Đấy. Chí nhà em này các bác. Chậu thì chậu to cho nên là được khá là lâu. Em để khô khô này thì cho nó lớn chậm bình thường thôi. Đấy, đấy khu vườn với anh em. Đây là HO. HO đang hoa. Đấy. Đấy ba anh em, bốn anh em chung nhau. Đây HO này các bác này. HO rất là dễ làm kỳ. Còn đây là Hồng Yên Thủy. Tất cả là đều từ mua từ năm ngoái các bạn. Cái giá khá là cao cho nên là bây giờ chưa bán ra cho nên là cứ để nuôi trồng và nhân giống thôi. Do bọn em cũng không mắc nhiều lợ lắm cho nên là cũng vẫn còn kiểm soát được những khoản lợ ấy. Cho nên là cây vẫn còn, không phải đến mức quá là hoảng loạn. Đây Phú Thọ đây. Đấy. Đấy các bạn, năm ngoái bọn em đã có những thời kỳ đu đỉnh như này này. Tốn rất nhiều tiền. Nếu mà làm chắc phải 2 năm, 3 năm mới có thể gọi là hồi lại cái gốc. Thì mới mình, nhất là mình phải mất 2-3 năm mới có một cái được vườn lan như này. Cho nên là rất là trân trọng. Và gần như trong vườn với anh em là không có một cái loại bệnh tật nào. Bởi vì chăm bây giờ nó không phải là bọn em chán đâu. Mà bọn em tính theo suy nghĩ khác là bao nhiêu năm thì mình sẽ có được cái vườn này. Và bằng cái công việc gì. Đây Hồng Yên Thủy đây. Nhìn tầm này thì nó có vẻ không đẹp lắm các bạn. Nhưng mà đến nếu khi nó sốt thì nó sẽ cực kỳ đẹp luôn. Nó sẽ rất nhiều người ao ức và muốn mua. Hôm nay em ra em tách hai chậu kiếm. Đây là Huế, Huế láng. Huế láng. Đây chí láng em cũng có cả. Em lấy cái chậu chí này làm cái động lực để chăm nuôi. Ví dụ em mua chậu này 300 thì em phải nuôi được ít nhất 100 thân. Thì bán ra mới, thì bây giờ với giá chí thị trường là 3 triệu thì phải nuôi được 100 thân thì mới có thể hòa vốn được. Còn nuôi đến bao giờ 100 thân thì em cũng không biết nữa. Cứ nuôi thì có bây giờ được 1 2 3 4 5. Cái phi điệp thì nó cũng giảm nhiều hơn nhưng mà phi điệp thì giảm nhiều hơn nhưng mà cái nhân giống của phi điệp nó lại nhanh hơn cho nên mình cứ bán dần. Đấy, nghĩa là năm nay em sẽ bán cái băng này. Bán hết băng này, hết băng này. Còn để những cái thân tơ này thôi. Đấy, còn lại thân cái băng này là bán hết để thân tơ. Sang năm lại lại bán hết thân tơ lại để thân tơ nữa. Cứ làm như thế các bạn. Đấy bọn em cứ làm lâu dài vì lan em cũng coi là một nghề và không bỏ được cho nên là em cũng làm với cái tinh thần cao lắm. Kể cả ra ngoài làm thêm cái việc gì làm thêm mà có tiền mà mua lan à. Để giữ cái vườn lan à, cứ cố gắng mà giữ thôi. Rồi hôm nay em chỉ ra tách kiếm, hôm nay tách kiếm, hôm nay không bán gì. Không cảm ơn các bác.